Chào anh em, giới thiệu với anh em cây Classic Nhật, cây Ecole. Có dấu sắc đây. Cái này E300, cái này series cao của cái đàn này của Nhật, series cao, cấu hình nó cao lắm anh em. Tóp nó là solid nha, lưng hông nó là cẩm. Anh em coi vân gỗ nó nè. Ngoại hình đẹp nha anh em nha. Ngoại hình đẹp, gần như là hoàn hảo luôn, không có một vấn đề gì luôn. Đàn rất là đẹp, cái này chỉ cần nha anh em. Cái này chỉ cần khóa đẹp nè anh em. Khóa đẹp nha, khóa là đẹp mà. Đó. Cái này là những cái chấm trên cần, cái này là cái người chơi họ chấm lên nha anh em nha, chứ không phải là của hãng đàn nha. Người ta chơi người ta cần những dấu chấm để ta nhìn thấy á, là chấm những chấm này. Đàn đẹp, chất lượng tốt. Cái đàn này thì giá thị trường khoảng từ 6 triệu cho đến 6 triệu rưỡi 7 triệu gì đó nha anh em. Shop mình bán 4.500.000, 4.500.000 nha. Cái đàn tốt, dây tốt luôn. Ngoại hình đẹp. Mình sẽ quay gần mình test cần phím anh em coi. Nè, tem của đàn nha anh em nha. Tem của đàn. Đây. Quay cho anh em coi luôn, cái chữ đó cũng hơi khổng. Ecole guitar. Anh em chơi đàn Nhật là biết những cái thông số, những cái series của đàn này nha anh em nha. Đàn này âm nó tốt lắm. Anh em coi ngoại hình cái đàn nha. Một cái đàn Nhật lâu năm. Đẹp gần như hoàn hảo luôn anh em. Đẹp ơi là đẹp. Tem đàn này. Đây vân gỗ eo đây anh em, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp. Cẩm vân gỗ đen đậm đẹp. Nhìn rất là sang nha anh em, nhìn thấy cái điện thoại mình để trên bàn là trên cái ghế luôn anh em thấy không? Đó, mình quay đơn giản lắm anh em, quay không có lồng tiếng, pha tiếng thì quay rất là thật luôn nha, âm thanh của mình và hình ảnh mình quay rất là thật luôn. Đó anh em thấy không? Đó, mình để một cái điện thoại bình thường để mình quay thôi. Này cần phím rất là mịn mượt nha. Âm thanh mà mình test đàn cho anh em khóa nè, khóa đẹp. Khóa đẹp. Âm thanh mình test cho anh em á là âm thanh thật luôn. Tại vì điện thoại mình quay qua thôi, chả chỉnh sửa gì hết. Rồi, mình test cần phím anh em coi nha. Cái action cho anh em coi, để mình lấy cái thước mình đo. Đây. Action anh em nha. Dây 1 thấp hơn dây chuẩn nha anh em. Thấp hơn dây chuẩn. Dây 6 cũng thấp hơn dây chuẩn nha. Rất là nhẹ êm. Mình test cần phím là mặc dù nó thấp như vậy mà mình test cần phím anh em coi thấy không, nó vẫn êm. Vẫn nhẹ, không bao giờ mà rè tè sẽ bị lỗi nha. Âm nó rất tốt, cái cấu hình nó cao mà anh em. Mặt tớp này nó là solid, nó là gỗ thịt đó anh em. Lưng hông nó là cẩm nha, mà vân gỗ đều đẹp đen. Mình rải hợp âm nha, rải nhẹ rải đều anh em nghe cảm nhận cái âm thanh của nó. Âm nó chắc lắm anh em, âm chắc dày. Ngoại hình thì đẹp ơi là đẹp nha anh em nha, đẹp ơi là đẹp luôn. Cần phím thì nhẹ êm, âm thì hay, giá rất là rẻ nha anh em. Cái đàn này anh em mua thì rẻ, thị trường khoảng 1.5 triệu đến 2 triệu á, giá chỉ có 4.5 triệu thôi nha, giá thị trường phải trên 6 triệu. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop.